Lão Tử có câu: lời hay thì không thật, lời thật thì không hay. Trong cuộc sống, những gì chân thật lại thường không màu mè. Những người đáng tin thường nói lời thẳng thắn bộc trực, không màng vinh nhục sống chết, trung thần một ngày can vua ba lần. Thời Xuân Thu, có một người tên Yến Anh, tự Bình Trọng, sống và làm quan hai triều vua Tề Trang Công và Tề Cảnh Công, là một nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông có trí tuệ thông minh hơn người, có tài xử thế và ngoại giao rất tốt, và là một vị quan tài ba của nước Tề. Có một số sách đọc lái tên ông thành Án Anh. Tương truyền, một hôm Tề Cảnh Công cùng quần thần đến ngọn núi nhỏ bên ngoài thành du ngoạn. Tề Cảnh Công ngoảnh lại nhìn đô thành phồn hoa tráng lệ cách đó không xa, cảm thán: ôi, nếu như tự cổ chí kim con người đều trường sinh bất tử, vậy thì tốt biết mấy. Yến Anh nghe xong đáp: đế vương thượng cổ cho rằng người chết là việc tốt, người nhân đức chết rồi có thể được an nghỉ, kẻ hung tàn chết rồi xã hội bớt đi tai họa. Giả như người cổ đại không chết, nước Tề sẽ vĩnh viễn thuộc về tiên quân, còn đại vương sẽ là nông dân bách tính, đầu đội nón lá, mình mặc áo thô, tay cầm cào cuốc lao động ngoài đồng, còn tâm trí đâu mà nhàn rỗi đi lo đến chuyện sống chết nữa. Tề Cảnh Công nghe xong cảm thấy không vui. Một lúc sau, sủng thần của Tề Cảnh Công là Lương Khâu Cứ ngồi trên xe lớn cao có 6 ngựa kéo băng băng từ xa chạy đến. Tề Cảnh Công hỏi tả hữu hai bên: là ai đang đến? Yến Anh đáp: là Lương Khâu Cứ. Cảnh Công lại hỏi: làm sao biết đó là ông ấy? Yến Anh trả lời: trời nắng to, xe lớn phi nhanh như bay, nhẹ thì làm ngựa mệt tổn thương, nặng thì khiến ngựa mệt mà chết. Có thể làm ra loại việc này không phải Lương Khâu Cứ thì còn ai nữa? Tề Cảnh Công nghe thế thì nói: Lương Khâu Cứ là người tương hòa với ta. Yến Anh bình thản trả lời: ông ấy và đại vương chỉ có thể nói là tương đồng, không phải tương hòa. Cái gọi là tương hòa nên là quân chủ ngọt thì bề tôi chua, quân chủ nhạt thì bề tôi mặn. Bây giờ Lương Khâu Cứ ngọt mà đại vương cũng lại ngọt, đây gọi là tương đồng. Tề Cảnh Công nghe xong càng thêm không vui, quay người bỏ mặt Yến Anh. Yến Anh can gián vua. Quần thần lại cùng nhau tiếp tục du ngoạn, mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ. Tề Cảnh Công ngước nhìn bầu trời, đột nhiên một ngôi sao chổi bay qua. Tề Cảnh Công cho rằng đây là điềm không lành, liền cho gọi Bá Thường Khiên đến cầu cúng tế tự, mong tiêu tai giải nạn. Yến Anh ở đó liền phản đối: không thể làm như vậy, mưa không thuận, gió chẳng hòa, sao chổi xuất hiện, đây là thiên thượng cảnh báo hành vi của quân chủ không đoan chính, chính trị không trong sạch, ắt xuất hiện tai ương. Nếu như đại vương thi hành chế độ lễ nhạc mà tiếp thu lời giáo huấn, trọng dụng thiên tài, rời xa tiểu nhân, thì cho dù không cầu cúng, sao chổi cũng tự nhiên tiêu mất. Tề Cảnh Công nghe xong thì mặt biến sắc, vô cùng tức giận. Thế nhưng sau này, khi Yến Anh bệnh chết, Tề Cảnh Công không còn được nghe những lời giáo huấn của người khác. Lúc này, ông mới cảm nhận được lòng trung thành của Yến Anh mà cảm thán: trước đây ta cùng Yến Anh du ngoạn, ông ấy một ngày ba lần giáo huấn trách nhiệm của ta. Bây giờ ông ấy chết rồi, còn ai có thể giống như ông ấy khuyên nhủ ta nữa? Ta mất đi Yến Anh là hết rồi. Thành ngữ có câu: thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Một người nếu lúc nào cũng muốn nghe lời khen nịnh hoa mỹ ngọt ngào thì quả là không ổn. Nó khiến chúng ta không thể phân biệt rõ đúng sai,
tốt xấu, Lưu Dần cũng không còn biết chính mình là ai nữa. Thế nhưng cũng cần phân biệt rõ giữa lời thẳng thắn, chân thật với lời chua ngoa độc miệng. Người thẳng thắn thực sự phải xuất phát từ tâm ý tốt với người khác, không mưu lợi cho mình, càng không vì cái tôi mà nói ra những lời áp đảo người khác, sau đó biện minh rằng tôi chỉ muốn tốt cho bạn. Người thẳng thắn thực sự, kể cả khi nói ra những lời chân thành, vẫn có sự cân nhắc đến ngữ khí, suy nghĩ xem lời mình nói có gây tổn hại đến người khác hay không. Cái tâm đó xuất phát từ sự thiện lương, khiến người nghe phải tâm phục, khẩu phục.